Để giữ vững thành quả công tác phòng chống dịch, duy trì vùng xanh, vùng an toàn với Covid-19, phường Khuê Mỹ quận của Hành Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng phát huy vai trò của mỗi đảng viên, mỗi ban điều hành khu dân cư trong việc quản lý, giám sát người ra vào khu dân cư. Ghi dựng tại khu dân cư Đa Mặn Chí Nga. Tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 khu dân cư Đa Mặn Chí Nga, khi tiếp nhận trường hợp người ở trọ trong khu vực 2 tháng nay đi đâu trở về, ban điều hành khu dân cư trực chốt giải thích và hướng dẫn người dân đi khai báo y tế và kiên quyết không cho vào khu dân cư. Chính nhờ phương trăm kiểm soát chặt, quản lý tốt nên nơi đây giữ vững vùng xanh an toàn với Covid-19. Đoàn trách nhiệm của chi bộ thì phân cho từng đảng viên một phụ trách từng khối gia đình. Đem lại bình yên cho nhân dân thì không phải một mình cấp ủy làm được mà là toàn bộ anh em trong đảng viên trong chi bộ, kể cả các đảng viên tại chức chúng tôi vận động và huy động hết. Cùng với việc bám sát phương châm rõ nghiêm, chắc nhanh, khu dân cư này xác định thành quả phòng chống dịch chỉ được giữ vững khi mỗi người dân đồng thuận, đoàn kết và mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu tích cực. Với cách làm, một đảng viên được phân công quản lý hỗ trợ từ 3 đến 5 hộ gia đình nên việc hỗ trợ giám sát lẫn nhau, nhất là trong giai đoạn cao điểm ai ở đâu thì ở đó được thực hiện hiệu quả. Ở đây gà gái những ai đau ốm mà đi ra đường không được ban điều hành vẫn cử người có giấy đi đường ở nội địa giúp cho bà con thì khó khăn mấy nhưng chúng tôi vẫn cùng tổ trưởng và ban điều hành tổ dân phố sẽ quyết tâm chống dịch đến cùng thật ra là tổ dân phố cũng có vất vả chứ không phải không nhưng mà được người dân đồng tình ủng hộ cái này là cái cái cực kỳ là cái động lực cho chúng tôi để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà trong thời gian mà 20 ngày giãn cách xã hội giữ vững vùng xanh an toàn, khu dân cư dưới Nga cũng như 31 khu dân cư của phường Khuê Mỹ nói riêng và 133 khu dân cư của quận Ngũ Hành Sơn nói chung đã và đang tiếp tục phát huy vai trò tích cực của các bang điều hành, của mỗi đảng viên để cùng nhau góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm đẩy lùi Covid-19.